Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn click vào video của Nhượng Honda Hồng Đức nha. Thì hiện tại Nhượng đang có mặt ở Hit Honda Hồng Đức 10 với địa chỉ quen thuộc là ấp Chào Quách A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì trong thời gian qua thì Nhượng đã nhận được thông tin các bạn rất là nhiều hỏi về dòng xe là Quay Alpha phiên bản 2023 đã về tới cái hàng mình chưa, và câu hỏi thứ hai là giá cả như thế nào. Thì trong clip ngày hôm nay thì Nhượng sẽ review về sản phẩm mới, chính là cái phiên bản màu xanh đen của 2023 nha các bạn. Thì thông qua clip này thì Nhượng sẽ tư vấn thêm về giá cả sản phẩm nè, cũng như là tất cả cho chương trình hỗ trợ giảm giá cho các bạn rất là nhiều trong dịp lễ ngày 2 tháng 9 nha các bạn. Thì trên màn hình bạn đang xem chính là phiên bản màu xanh đen nha. Thì các bạn ở phiên bản này thì Honda cũng đã thiết kế lại một cái tem cực kỳ đẹp nha các bạn. Thì nhiều bạn gọi cho Nhượng là hỏi về cái phiên bản này có thay đổi gì hay không nè. Thì đầu tiên là cái phiên bản này các bạn thấy từ cái trọng lượng nè, dốc dáng nè là 97kg nha các bạn. Thì ở phiên bản này nó sẽ giống như cái phiên bản cũ luôn, tức là từ trọng lượng cho tới kiểu dáng nó giống hệt nhau nha các bạn, nó không khác nhau gì cả. Đây, trọng lượng là 97kg nha các bạn. Và kế tiếp là các bạn về động cơ nè, thì nhiều bạn hỏi Nhượng là động cơ có thay đổi hay không nè. Các bạn thấy động cơ là sẽ không thay đổi nha các bạn, cũng là 110cc giống ở phiên bản của 2023 nha các bạn. Thì đương nhiên là thương hiệu đến từ thương hiệu của Honda rồi, ở đây là Nhượng nói cho các bạn mình tham khảo luôn ha, đến từ thương hiệu của Honda chính hãng. Thì dòng xe này thì máy của Honda các bạn đã biết rồi, thì nói chung là dòng này siêu bền cũng như là tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ tốt nha các bạn. Thì thì Nhượng sẽ thông qua các Nhượng sẽ quay cái nhãn năng lượng cho mình tham khảo luôn ha. Thì dòng xe này nhãn năng lượng thì là 1.90 lít trên 100 km, thì một lít xăng mình có thể là đi nó tầm khoảng cỡ 55 đến là 65 km nha các bạn. Ví dụ như các bạn mình chạy không quá nhanh và đoạn đường mình bằng phẳng nó sẽ tiết kiệm hơn cái trên đây nha luôn nha các bạn. Nếu giống như là mình chạy tiết kiệm nhiên liệu vậy các bạn ha. Về cái phần mặt bóng đèn trước nha, thì bóng đèn này là sử dụng bóng đèn halogen luôn nha, nó sẽ giống như phiên bản cũ, ở bản cũ á là cũng là bóng đèn halogen luôn nha. Thì cường độ ánh sáng á, là nó sẽ cho ra cái cường độ ánh sáng vàng. Thì mình khi mình sử dụng á, thì rất là tốt khi mình sử dụng trong đêm tối và có khi nước mưa đó các bạn ha, nó sẽ rất là tốt cho các bạn luôn. Và ở cái phiên bản này thì Honda cũng đã thiết kế là cái bộ tem nè, những xe quay cái bộ tem này cực kỳ các bạn ha, nên như thế nó rất là ảo nha bạn. Đây cái phần trên cái thì mình nhận sẽ quay chi tiết bên ngoài vào nè. Ở bên ngoài á, thì được Honda thiết kế là ở bên ngoài là màu bạc nè, đi vào bên trong tí xíu thì nó có những cái tem giống như là 3D nè, màu xanh này giống như là màu xanh dạ quang nè các bạn. Đây xanh dạ quang nè đó. Thì ưu điểm của màu xanh dạ quang này đó, khi mình xe mình đậu ở trong khu vực gọi là ánh sáng nhiều á, giống như ánh sáng hiện tại nè, thì nó sẽ sáng hơn, nó sẽ dạ quang lên rất là nhiều, xe mình nó nhấn mạnh cái tem của mình hơn nha các bạn. Và ở phần phía trước á, thì Honda thiết kế là cái chữ quay nè, đi vào bên trong thì chữ alpha càng ngày càng lớn dần nha, thì giống như là phiên bản 3D ha. Rồi thì có thêm một cái bộ tem thay đổi nữa, chính là cái phần thông xe. Đây cái phần thông xe được Honda thiết kế lại nguyên cái bộ tem luôn nha các bạn. Thì đương nhiên là cái phiên bản này nó sẽ thiết kế nó không có gì thay đổi, cho nên bắt buộc cái bộ tem sẽ thay đổi nha. Đây cái phần này được Honda thiết kế cái bộ tem nó chạy chỉ nè các bạn, nó chạy từ ở trước cho tới đằng sau nè. Ở phần này có một bộ tem nó giống như là cái phiên bản gọi là, nếu các bạn đang chơi game á, thì giống như cái phiên bản gọi là phiên bản siêu việt á đó, nó nhìn thấy nó rất là đẹp nha. Ở bên ngoài á là nó có cái từ cái dòng quay nè, ở bên trong á nó có chữ quay alpha cực kỳ lớn luôn ha. Thì ở cái ưu điểm của bộ tem này lớn này á, thì khi các bạn mình chạy lướt trên đường á, thì mình sẽ khách hàng rất là dễ dàng quan sát cái phiên bản màu tem này, nhìn thấy cực kỳ đẹp và cực kỳ phong cách nha. Nhượng sẽ nói sơ về cái mặt đồng hồ trước luôn nha, sẵn review thì Nhượng nói rõ, thì đây là clip review cho nên là Nhượng phải nói tất cả những cái thông số đầy đủ cho các bạn tham khảo ha. Thì mặt đồng hồ được thiết kế á, là có những cái thông số quan trọng, ví dụ như là km nè, km tổng nè, rồi báo xăng nè, xi nhan trái nhanh phải, và bằng bên giữa thì nó có một cái logo Honda ha, logo cánh chim cực kỳ quen thuộc và cực kỳ sang trọng cho các bạn ha. Ở bên tay trái nó có những cái thông số ví dụ như là cốp pha nè, rồi còi nè, xi nhan nè. Còn ở phiên bản này Honda cũng đã bỏ công tắc đèn rồi, cho nên ưu điểm của cái dòng bỏ công tắc đèn này á, mình đi vào những cái vùng gọi là sương mờ nhiều hoặc là khu vực thiếu ánh sáng thì mình sẽ quên cái vấn đề gọi là mở công tắc đèn, mở đèn giống như ở phiên bản cũ. Còn phiên bản này Honda cũng đã bỏ công tắc đèn rồi, cho nên là mình sẽ đem lại sự an toàn cho mình ha, tăng khả năng nhận diện nha các bạn. Về cái phần ổ khóa ha, phần ổ khóa thì nó có bao gồm là ba chức năng ha. Thì ở phần này thì Honda thiết kế là sử dụng là thép không gỉ ở bên ngoài, và tránh những trường hợp ví dụ như là trộm cốp nó đục ổ khóa cho mình ha. Thì bên đây thì có bao gồm ba chức năng ha, khóa cổ, khóa điện và khóa từ ha các bạn, rất là dễ sử dụng nha. Còn ở bên trong á, thì dòng này á, thì được thiết kế Honda thiết kế á,
là bình xăng thì bình xăng cũng vừa đủ sử dụng ha, với dung tích bình xăng là 3,7, đây dung tích bình xăng là 3,7 lít nha. Thì với cái dung tích bình xăng này thì dòng xe cỡ nhỏ này nó sẽ đảm bảo đủ nhiên liệu cho mình sử dụng trong quãng đường từ ngắn cho tới trung bình nha các bạn. Rồi về cái hộp đựng đồ á, thì dĩ nhiên đây là dọc hộp đựng đồ dạng U-Boss nha, nhỏ gọn cho mình có thể là dễ dàng mình để vật dụng, ví dụ như giấy tờ, áo mưa vân vân, thì những vật dụng nhỏ gọn thôi nha các bạn. Về phần giá cả nha, thì đây là cái phần mà các bạn hay quan tâm nhất nè. Thì giá hiện tại dòng xe Quay Alpha 2023 tại cửa hàng bên mình á, thì giá hiện tại là 18.500.000 nha các bạn. Thì tặng cho các bạn đó là thêm càng tặng kèm cái phiếu mua hàng á là 500.000 nữa, thì mình có thể là mua những cái phụ kiện khác, ví dụ như là ba ga nè, phủ nano nè, chống trộm, công tắc đèn vân vân luôn. Cho nên á, khi các bạn mua xe thì ngoài việc hỗ trợ là 30% giảm giá, sau giảm giá mình sẽ được miễn phí là 500.000 ha các bạn. Rồi về cái phần là chương trình giảm giá nha, ví dụ như là mình đang là sinh viên thì mình sẽ được giảm giá là 700.000 trừ thẳng trên giá, và đồng thời tặng thêm một cái ba lô cao cấp tại Hồng Đức. Chương trình thứ hai chính là cái chương trình dành cho công nhân. Nếu như mình đang là công nhân á, làm việc ở khu công nghiệp phố Chóc Trăng thì các bạn sẽ được giảm giá thêm là 500.000 trừ thẳng trên giá luôn. Và tay ga sẽ được giảm giá 1.000.000 đồng. Tay ga là những dòng ví dụ như là Vision nè, SH nè, đó. Rồi các bạn sẽ được giảm giá 1.000.000 đồng. Thằng Alpha sẽ được là 500.000 ha. Kế tiếp là chương trình là thu cũ đổi mới. Ví dụ như là mình thích dòng xe này mà mình mua, mình lỡ có dư dòng xe còn lại á, thì mình có thể là bán lại tại cửa hàng luôn, thì mình sẽ được giảm giá thêm 1.000.000 đồng trừ thẳng trên giá ha. Nhưng sẽ nói rõ là chương trình nè. Chương trình cho học sinh á, sinh viên giảm giá là 700.000 tặng ba lô, chương trình công nhân là 500.000, và cuối cùng chính là cái chương trình thu của đổi mới là giảm giá 1.000.000 đồng trừ thẳng trên giá. Về cái phần quà tặng theo xe thì đầu tiên là mình sẽ được tặng phiếu phụ kiện là 500.000, phiếu mua hàng đó. Về kế tiếp á, là mình sẽ được tặng là một nón bảo hiểm, một cái áo mưa, 2,5 lít xăng, 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí, thì mình sẽ được giảm giá là 50% phí thay nhớt nha. Rồi thì cuối cùng chính là cái chương trình mà là mua trả góp ha. Thì chương trình này những chúng chia sẻ các bạn là mình sẽ trả là 0 đồng, thì hồ sơ lên một cách nhanh gọn ha. Thì nếu như các bạn mình có thể là tài chính cao hơn thì mình có thể là trả cao hơn cũng được, 20%, 30%, 40% vân vân, tùy mình sử dụng. Nhưng mà các bạn có thể là trả 50% thì các bạn sẽ được nhận ngay cả quạt gốc luôn. Thì như các bạn đã biết á, thì chương trình nhận cả quạt gốc á, thì các bạn ít khi nào được hỗ trợ lắm, nhưng mà tại cửa hàng bên mình sẽ được hỗ trợ các bạn, mình trả 50% sẽ được nhận ngay cả quạt gốc nha các bạn. Rồi thì đây là cái clip tư vấn về dòng xe cũng như là review dòng xe Quay Alpha, cũng như là mình sẽ tạm dừng ở đây nha các bạn. Thì khi nào có màu sơn mới, ví dụ như là màu đỏ, màu trắng hoặc là đen nhám gì đó, thì có về thì Nhuận sẽ review cho các bạn ha, và cũng đồng thời là báo giá cập nhật thời điểm hiện tại luôn. Rồi nếu các bạn thấy clip của Nhuận hay và cũng như là cập nhật tất cả những sản phẩm mới một cách nhanh chóng cho các bạn, thì các bạn có thể là để lại một lượt đăng ký để sau này cửa hàng bên mình ra những cái phiên bản màu nhớ mới hoặc là giá mới, mình có thể là cập nhật giá một cách nhanh chóng nhất. Rồi xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip luôn ạ.